Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì em sẽ nấu cháo, hầm cháo bằng cái nồi 1 lít 8 của Hitachi. Và đây là cái nồi của nó. Đây là cái nồi cao tần áp suất hút chân không nha quý vị. Đấy. Thì đây có chữ áp suất và đây là IH cao tần 1,8 lít. Cái nồi này thì nồi cũ nhưng mà vẫn dùng rất là tốt. Vẫn còn mọi thứ gần đều ok, em sẽ nấu cháo thử bằng cái nồi này cho quý vị cùng xem luôn. Trên thì sẽ vào công đoạn vo gạo các thứ đã. Sau khi vo kỹ xong thì cho nước vào và cho hương tẩu vào ta vào việc luôn. Nước nhiều một chút để cho nó đỡ phải thêm, cho thêm một ít rau củ đi. Để ăn đằng này nước em sẽ cho vào lò với vo kỹ một chút thì nấu cho đỡ bị bọt các thứ. Như vậy là vào lò thôi quý vị, cắm điện cái đó. Cắm điện thì nó đang ở chế độ bình thường nha quý vị. Ở đây thì có nút menu, thì nó là nút này, menu để chọn vào cái chế độ nấu cháo. Đây là chế là cái eco, nó khi bật lên thì mình nấu cái ở cái mức nửa lít ấy. Tắt đi, chuyển sang chế độ nấu cháo. Cháo thì nó là okaju cuối cùng đấy. À, sẽ lấy nét vào đây, nó nhảy ở phần okaju đấy, và nút nấu cơm thôi. Đây nó sẽ hiện lên chữ áp suất đây quý vị nhé, vì nồi nồi áp suất nên là khi mà nấu thì nó cái động cơ nó hút, có tiếng động cơ khá là to, sau một lúc thì nó sẽ bé dần sẽ nấu. Và cái này sẽ xem nó sẽ báo lên là bao nhiêu lâu. Cái nồi nó vừa báo chuông là nấu ok rồi, nên là em đi vào để mở coi nó cháo ra cháo ra gì không. Đang nấu thì cái này út này vẫn không mở lên được, nhưng mà tắt đi rồi thì nó mở lên được. Ui giời, em bỏ hơi nhiều nước mà hơi vì gạo nhiều nên bỏ nhiều nước. Ừ, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Cái này thì cứ để giữ nhiệt này thôi, vì cái cà rốt này nó cũng rất là mềm rồi, dầm một phát thì chắc là nó đứt. Ừ, mềm rồi. À, lấy cái môi cào cái thì nó đứt nứt ra thôi. Cái xương chân giò. Nó không hề bị đứng nồi một tí nào nha quý vị nhá. Cái hạt gạo nó nửa rất là to đấy, và cái nói chung nồi này ăn vài ngày quá, vì vợ mới sinh con nhỏ nên là em phải hầm cái món cháo chân giò và rất là thành công. Rồi múc ra khi nào ăn đâu thì múc lấy và nêm thôi. Cháo trắng chân giò và một ít cà rốt vào thôi. À, càng hầm nó càng nhừ. Đấy, là thành công, cái món cháo rất là thành công nha quý vị. Nó khi nào nó chín thì nó sẽ báo chuông à, để biết thôi. Nó hơi hơi lâu một chút, nó không nhanh được như là nấu nấu bằng ga. Tuy nhiên thì rất là ok. Cái nồi Hitachi quý vị nhá, Hitachi 1,8 lít cao tần và áp suất. Em mua bên này thì rất là rẻ thôi, nhưng cái này nó nồi này nó gần 8 cân. Và hộp nữa thì nó tầm 9, bọc tầm 9 cân. Về Việt Nam thì tiền tiền cước nó cao quá. Nếu đi biển thì nó rơi vào tầm 1 triệu tiền cước. Còn đi được hàng không thì nó mất tầm 2 triệu tiền cước. Đấy. Khá cao cước. Còn nồi thì nó bên này nó chỉ 300-400 là có một cái nồi như này rồi. Vì cái này nó hơi cũ một chút, vì có vết cái sơn như này nó bong, không vấn đề gì. Còn lại mọi chức năng khác đều ok hết. Và cái bầu áp suất của nó. Đấy, em xin chào quý vị anh chị cô chú, quý vị anh chị cô chú vào xem video, like đăng ký kênh giúp em nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại video lần sau.